Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với góc trồng và nhân giống cây nhãn tháng 8 gieo hạt của rừng Gia Lai ở bên em. Trước mặt mọi người đây là một cái lô nhãn tháng 8 Gia Lai, lá xếp cũng như lá mít cực kỳ đẹp luôn. Đã được vườn em ủ mưu rất là lâu. Và hôm nay thì sẽ lên một cái clip để anh em chúng ta có thể là chiêm ngưỡng những cái chậu đẹp nhất ở trong lô. Và những cái chậu này thì hôm nay thì em cũng sẽ quay đăng bán luôn mọi người nha. Và tất nhiên thì những cái chậu mà đẹp và tuyển chọn riêng như vậy thì nó cũng có một cái mức giá riêng so với những cái cây nhỏ nhỏ mà anh em hay sưu tầm mà bữa trước em có chia sẻ đó. Thì những cái cây đây thì mỗi một chậu nó thì sẽ đồng giá với nhau là 220.000 một chậu mọi người nha. Và giá là chưa bao gồm phí vận chuyển tầm 30.000 do bên đơn vị vận chuyển họ thu. Và đây là những cái cây con được gieo hạt ra từ những cây bố mẹ là nhãn tháng 8 của rừng Gia Lai. Chính vì vậy thì cái giống nó rất là chuẩn và hoa nở cũng đảm bảo là chuẩn nở hoa tháng 8 mọi người ha. Và đây thì em hôm nay thì tổng cộng là được mười mấy chậu và nói chung là từ trái qua phải nha. Thì sẽ có thứ tự tương ứng, thì mọi người thích chậu thứ bao nhiêu thì cứ báo với em ha. Đầu tiên là chậu số 1 này, để em lướt sơ qua nha. Số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè, số 5 nè, số 6 nè, số 7 nè, số 8 nè, số 9 nè, số 10 nè, số 11 nè, số 12 nè, số 13 nè, số 14, số 15, số 16. Đó, vừa lướt qua một vòng thì chắc các bác anh chị sẽ thấy và nhiều bác cũng đặt cái câu hỏi tại sao là có nhiều cái chậu đẹp như vậy. Thì đây, thì trong một cái lô rất là lớn thì em phải tuyển chọn tận tay mình là lọc lựa ra những cái chậu mà theo thứ tự gọi là thuộc về hàng đẹp nhất trong lô rồi. Nên là nó mới có được những cái chậu đẹp như vậy mọi người nha. Chứ không phải là cây bình thường trồng cây nào nó ra như vậy đâu. Chính vì vậy thì những cái cây này phải gọi là thuộc vào cái hàng là đỉnh cao nhất trong vườn rồi. Và lần lượt thì em sẽ quay các chậu để anh em xem và lựa chọn cho mình cái chậu lan cho nó thật là chuẩn xác mọi người nha. Và thích chậu nào báo chậu đó, hoặc là bác nào tin tưởng thì để em lựa cho giúp được. Rồi, đầu tiên là cái chậu thứ nhất đây mọi người nha. Đấy. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá. 8 lá thì tương ứng với là 4 cặp lá mọi người nha. 8 lá. Đấy. Kích thước thì cỡ vậy. Chậu trong thuần khỏe trong trong chậu đây rồi. Anh em về chỉ việc là treo thôi và tưới nước thôi. Đây chậu số 1, 220.000 nha. Đây chậu số 2. Đấy, số 2 lá xếp búp mọi người nha. Lá xếp búp. 1, 2, 3, 4. Gần 5 cặp lá mọi người nha. 4,5 cặp lá. 4,5 cặp lá. Đấy, nhìn xếp búp đẹp chưa. Rồi tiếp theo nữa là sang chậu số 3. Cũng 220.000. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cặp lá mọi người nha. Nhìn vậy 5 cặp lá luôn. Đấy, đẹp chưa. Hàng tuyển không mà hôm nay toàn hàng tuyển luôn. Máy này không mua thì biết mua loại gì đây mọi người. Rồi tiếp theo là chậu số 4. Giá cũng 220.000. Một cặp lá nè, hai cặp lá, ba cặp lá, bốn cặp lá mọi người nha. Chậu này bốn cặp lá, này lá mít nè. Lá mít. Rồi. Tiếp theo là chậu số 5. Đây mọi người nha, số 5 đây. 1 2 3 4 cùng bốn cặp lá mọi người nha, bốn cặp lá. Rồi, số 5. Tiếp theo nữa là sang chậu số 6. Số 6 đây, 1 2 3 4 cùng bốn cặp lá mọi người ha, bốn cặp lá. Rồi. Thằng này là số 6. Bây giờ chúng ta qua chậu số 7. Số 7 đây là một cái chậu lá mít mọi người nha. Lá mít. 1, 2, 3 3 rưỡi 3,5 cặp lá. Nếu mà tính cả lá gốc nữa là 4 cặp lá mọi người nha. 4 cặp lá. Rồi lá mít. Rồi đây là chậu số 7. Tiếp theo là em sang chậu số 8. Số 8 đây là một chậu xếp búp lá mít mọi người nha. Tàn hàng tuyển không. 1, 2, 3 4 cặp lá, 2, 3, 4 cặp lá mọi người nha, 4 cặp lá, cả lá gốc nữa, 4 cặp lá, rồi lá mít. Rồi, đây là chậu 2, 4, 6, 8, chậu số 8 mọi người nha, giá 220.000. Tiếp theo là chúng ta sang chậu số 9, số 9 đây, 1, 2, 3, 4, cùng 4 cặp lá mọi người nha, số 9, 4 cặp lá. Rồi, số 9, 4 cặp lá, cũng 220.000. Tiếp theo nữa là sang chậu số 10. Số 10 đây là lá mít nè mọi người. Lá mít, thằng này tương đối ít lá, 1, 2, được 3 cặp lá thôi mọi người nha. 3 cặp lá, nhưng mà cái gen lá mít rất là hiếm. Rồi, số 10.
220.000. Tiếp theo sang số 11. 11 đẹp nè. 1, 2, 3, 4, 5. Cỡ 5 cặp lá mọi người nha. 5 cặp lá. Số 10. 220.000. Đấy. Rồi tiếp theo. Đúng số 10 không ta? 2, 4, 6, 8, 10. Số 11 nha. Đây là số 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đúng rồi. Cái này là 11 rồi nha. 11. 11, 220.000. Tiếp theo sang số 12. À, cũng được 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4,5 cặp lá mọi người nha. 4,5 cặp lá. Rồi. 4,5 cặp lá nha. Rồi, chậu số 12 giá cũng 220.000 mọi người nha. Tiếp theo là em sang chậu số 13. 1, 2, 3, 4. 4 cặp lá mọi người nha. 1, 2, 3, 4. 4 cặp lá. Rồi, 4 cặp lá. 13. Chậu này là chậu 13 mọi người nha. 13, 220.000. Tiếp theo sang chậu 14. 14 khá là nhiều lá đúng không mọi người? 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 cặp lá. Lá xếp búp mọi người nha. Lá xếp búp. Rồi. Lá xếp búp đây. Rồi chậu số 14 mọi người nha. 220.000. Sang chậu số 15. 1, 2, 3, 4. 4,5 cặp lá mọi người. Xếp búp đẹp không? Lá cũng lá mít đó. Số 15 nha. Rồi 22, 220.000. Và cuối cùng số 16. 2, 4, 6, 8. 4 cặp lá mọi người nha. 4 cặp lá. 220.000. 16. Rồi tổng cộng là em đã quay xong 16 chậu nhàn tháng 8 gieo hạt rừng Gia Lai. Đây là những cái chậu đẹp đỉnh cao nhất ở trong vườn, hàng tuyển nha, dành cho anh em thích sưu tầm hàng về đẹp, cây đẹp. Các bác nào không ngại giá cao thì có thể là liên hệ với em nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Rồi để hàng tuyển, tất nhiên thì em vẫn có những cái chậu nhỏ nhỏ làm giống cho anh em sưu tầm. Đó, ví dụ những chậu này thì giá 150.000 chậu nè. Đó, nhưng mà nói chung là nó không bằng những cái cây hàng tuyển đâu mọi người. 150.000 chậu. Nếu mà anh em thấy giá 220.000 cao quá thì chúng ta sưu tầm những chậu đây làm giống được. Đó, tùy các bác ha. Rồi, những chậu này thì 150.000 thôi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Mọi người mua thì cứ liên hệ với em. Số điện thoại 0384 750 258 là được mọi người. Điện thoại, nhắn tin hoặc Zalo đều được. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà.